Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, còn gì vui hơn khi mà thông báo đến các bác mọi miền tổ quốc một cái sản phẩm chép rời mà đang rất là khan hàng, mà hôm nay Zika Audio đã về được hơn chục đôi ạ. Và bên em đã về được rất là vui mừng để giới thiệu đến các bác. Vâng, cái dòng chép bút đây là dòng chép bút sách tay, được sách tay từ Mỹ đấy ạ. Vâng, dòng chép giấy rất là đặc biệt mà bên Zika Audio vừa đợt vừa qua rất là thiếu hàng và nhập rất là khó vì là thằng sách tay rất là hiếm. Vâng, thì giới thiệu đến các bác siêu chép bút sách tay từ Mỹ ạ. Vâng, một lần nữa em thông báo các bác là hàng bên em mới về được mười mấy đôi các bác nhá. Vâng, một mười mấy đôi này thực sự là kỳ công đấy ạ, chứ không phải là đơn giản để từ bên Zika Audio có được mười mấy đôi để phục vụ các bác đâu ạ. Vâng, thì đây là hai đôi bên em bày sẵn ở đây, bên em giới thiệu đến các bác. Vâng, để nói một bộ dàn karaoke nghe để nói bản nhạc hay mà không có chép hỗ trợ thì thực sự đó là cái sự thiếu sót rất là đáng trách của tất cả các bác. Vì được một bản nhạc hay thì phải được hỗ trợ ba giải: bass, mid và chép. Bass thì cũng rất là quan trọng, mid cũng rất là quan trọng, và chép thì nó là một điều không thể thiếu. Một bài hát hay và một bản nhạc trữ tình nghe bay bổng thì cái giải chép hỗ trợ rất là cao. Vì giải chép nó hỗ trợ từ cái giải 5kHz đến 20.000kHz. Vâng, vì thế mà chép hỗ trợ giải cao rất tốt. Và để nó chọn được những cái loa chép mà tiếng chép nó mịn, tơi và nghe rất là bén để quyện vào một bài nhạc không phải đơn giản đâu ạ. Vâng, thì trên thị trường rất là nhiều loại chép, nhưng cũng rất là nhiều các cái dòng không phù hợp. Hôm nay bên em về dòng chép bút thực sự là tích hợp rất là đa dạng. Dòng chép đó là dòng chép giấy. Dàn karaoke nào cũng có thể kết nối được, loa nào cũng có thể kết nối được. Vâng, dòng chép rất là đa năng. Vâng, thì chúng ta đang trải nghiệm cái chất chép của một đôi chép bút sách tay từ Mỹ đấy ạ. Vâng, đó là một phần không thể thiếu của một dàn karaoke và một bài hát, một bài nhạc. Rồi thì đây là cận cảnh đấy ạ. Vâng, bên em giới thiệu lại một chút xíu cận cảnh các bác nhé. Vâng, dòng này nó được thiết kế phân tần phía đằng sau và một cuộn cản đấy ạ, cuộn cản để cho chúng ta cắt toàn bộ những cái tần số thấp mà lấy toàn bộ tần số cao, và hai cái tụ bảo vệ. Cái này đặc biệt là chúng ta có thể chống cháy rất tốt, chống đứt chép. Và cái này là của nó là 200W, trở kháng là 8 ohm ạ. Vâng, thì đây là dòng chép giấy. Vâng, các bác đợi chút, bên em đang quảng cáo. Vâng, nhìn rất là cứng cáp. Vâng, bên em không có nhiều đâu các bác nhé. Các bác muốn sở hữu thì các bác hãy nhanh tay comment số điện thoại trên kênh YouTube, hoặc các bác gọi điện trực tiếp cho bên shop Zika để bên em tư vấn và chốt đơn cho các bác mọi miền tổ quốc nhé. Bên em nhận ship code toàn quốc ạ. Vâng, thì 10 đôi như một ạ, còn rất là mới. Đây là hàng dùng rồi, hầu như là rất là mới và có sự sáp chút xíu thôi ạ, nhưng không vấn đề gì. Nói chung là nhìn rất là bắt mắt. Vâng, đó là một phần không thể thiếu trong một dàn karaoke và trong một bài hát, trong một bản nhạc không thể thiếu được. Đó là giải chép, đó là cái dòng chép rời hỗ trợ những giải âm cao cực bén, cực mịn, cực tơi.
các bác có một đôi này trưng bày ở trên một đôi loa chúng ta đang nghe thì thực sự là nó tôn lên rất là nhiều, vẻ đẹp rất là lịch lãm đấy ạ. Vâng, bây giờ em thử phát chép đi các bác nhé. Vâng, thì đây các bác nghe một cái bộ dàn karaoke mà được nó bị thiếu giải chép đấy ạ. Thì các bác thấy được cái tầm quan trọng, cái tầm quan trọng của cái chép rời hỗ trợ phía bên ngoài. Có thể nói có những cái đôi chép mà có tụ cản chống chống cháy chép như thế này thật sự rất là hiếm, nó không có nhiều đâu ạ. Vâng, các bác đã thấy chưa ạ, thật sự là nó hết sức thuyết phục. Các bác khi sở hữu một đôi chép bốt sách tay Mỹ này hết sức thuyết phục luôn ạ. Còn cái cao đưa cũng thuyết phục. Và bên em đợt vừa rồi cũng lợi rất là nhiều các bác. Vâng, các bác nào có theo dõi video thì các bác hãy liên hệ ngay trực tiếp với Zika Audio nhé, để sở hữu cho mình cái đôi chép bốt cực hiếm, cực hay. Nói chung là siêu hiếm, siêu hay luôn ạ. Rồi bây giờ lại bật chép lên nè ạ. Đây các bác nhé, bài nhạc đã được hỗ trợ thêm một cái giải chép. Tự khắc cái bài nhạc chúng ta phát ở trên bộ dàn karaoke nó hay hơn rất là nhiều. Và chúng ta có thể nghe được trực tiếp luôn. Vâng, và em đang đầu sau đẩy các bác nhé. Đẩy 4850W một kênh cơ. Em đang đầu trực tiếp đấy ạ. Vâng, nghe rất tơi ạ. Em nói các bác cái dòng này ở Việt Nam rất là hiếm nhé. Rất là hiếm luôn ạ. Và bên em chỉ về có mười mấy đôi thôi ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Vâng, hôm nay Zika Audio thông báo như vậy thì các bác hãy nhanh tay các bác nhé. Vâng, sau cùng một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bác và chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công.